Sau khi 10 phút, thế là chị thấy bánh chín rồi. Wow, nở ra quá trời. Cái bánh nhỏ xíu giờ nó nở to ra vậy. Rồi, sẽ xé ra cho phía bên trong. Và nó bong ra đẹp ra chưa? Còn bốc khói luôn nè. Mềm. Thấy ngon quá trời luôn. Đây. Khi mà thay lời bẻ thì thấy mềm. Và cái bột thì nó trắng nè. Wow. Và ở trong thì nó bong ra hết. Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm bánh bao hành. Bánh bao hành này thường thường mình thấy ở chợ Tàu hoặc là nhà hàng Tàu. Nguyên liệu thì Taylor có chuẩn bị đây. Đây là 300g bột mì của Thái, bột Red Lotus nè. Này, cái bột này thì một bao này Taylor mua là 1kg. Mình có thể chia ra mình làm mấy lần luôn. Đây là cái loại Red Lotus. Cái bột Red Lotus này nó làm bánh bao rất là ngon. Tại vì hay là dùng cái này rồi, hay là không có dùng cái loại khác được. Cái này rất là ngon luôn. Ở đây thì là có thêm 15g bột bắp. Ở đây là 185g hoặc là 185ml sữa tươi. 67g đường. Đây là men nở khô. Men nở khô này thì Thay là sẽ kích hoạt trước nè. Đây Thay là sẽ dùng thêm 1/4 1/4 muỗng cà phê bột nổi. Còn để cái nhân á, thì theo là có hành lá nè. Mình cắt mình lấy cái hành lá mà cái xanh ở dưới thôi. Còn cái cọng ở trên thì mình không có lấy. Còn đây thì là dầu ăn, muối, tiêu. Với lại cái này là dầu mè. Thế là sẽ dùng dầu mè trong cái bánh bao này. Rồi để bắt đầu thì Thay là đi chọn cái bột này nha. Cái sữa tươi này á, thì mình cho vào vò lò vi sóng á. Mình hâm khoảng chừng 40 giây cho nó ấm thì nó kích hoạt men nó dễ hơn. Thế là cho vào 2 muỗng cà phê đường, mình khuấy lên cho đường nó tan. Tại vì cái men nở nhanh này, men nở này á, thì nó cần ngọt á. Men cái này men ngọt cho nên nó có ngọt ở trong nó mới nở dễ. Rồi thế là sẽ lấy 1 muỗng cà phê rưỡi men nở. Đây là cái hiệu nè, Red Star Active Dry Yeast. Đó, thế là lấy 1 muỗng cà phê rưỡi. Là sẽ làm cho nó ẩm sơ sơ. Rồi mình để đây khoảng chừng 5-7 phút thì cái bột này, men này nó sẽ nổi lên ở trên mặt đó, thì mình mới làm được. Trong cái thao này thế là có 300g bột Red Lotus. Thì thế là sẽ bỏ vào cái tô này nha. Để mình dùng máy mình nhồi bột á. Thế là sẽ cho hết cái đường còn lại nè. Cái này thêm 15g bột bắp. Rồi sau đó thì là sẽ cho 1/4 muỗng cà phê bột nổi. Đây là 1/8. Mình dùng 2 muỗng nhỏ này là 1/4. Rồi thì là khuấy lên cho cái đường hòa chung với là cái bột. Sau đó thì là cái men nở lên nè. Bắt đầu mình cho hết sữa với lại men vào cái tô này luôn. Sau đó thì là dùng cái muỗng mình khuấy cho cái nó hòa tan với là cái bột bớt. Sau đó thì là sẽ cho vào một muỗng canh rửa dầu ăn. Đây là 1 muỗng canh. 1 muỗng canh. 1 muỗng canh rửa. Là khoảng số 5, số 6. Mình nhồi khoảng chừng 5 phút. Sau khi nhồi 5 phút, nếu mà mình nhồi tay á, thì mình sẽ nhồi 10 phút. Còn máy thì là cho nó 5 phút thôi. Sau khi nhồi được 5 phút thì cái bột nó mịn giống vậy đây. Và nếu mà mình nhồi bằng tay á, thì mình phải nhồi 10 phút nha. Tại vì cái máy á, nó mạnh hơn tay của mình á, cho nên nó đánh mạnh hơn, nó mịn hơn. Sẽ thoa vào một miếng ít dầu vô cái tay mình á. Rồi mình đó, bột nó mịn ra chưa. Mình để cho cái bột, cho miếng dầu lên cái bột ở trên nè, để cho nó đừng bị khô á. Thế là sẽ để dưới đây. Mình lấy cái tô, mình ụp lại, mình ủ cái bột này để cho bột nghỉ khoảng chừng 15 phút. Sau đó mình sẽ lại mình cán bột nha. Hành lá thì theo lời lấy cái
cắt lấy cái màu xanh á, cái lá xanh thôi, còn cái lá vàng, lá trắng ở trên thì không có lấy. Màu xanh bỏ vô bánh á, cái bột màu trắng á, cái màu xanh nó nổi lên rất là đẹp. Mình chỉ cắt hành lá giống như mình ăn súp vậy thôi. Rồi, sau khi 15 phút thì bây giờ mình lấy cái bột này ra, mình đem đi cán cho nó mỏng ra. Mình cán mỏng ra mà mình cán xong rồi cho nó vuông vuông dài dài dốc hình chữ nhật chút xíu cho nó dễ xếp. Rồi sau là cán xong rồi nè, bây giờ mình sẽ thoa dầu lên cái ba cái mặt cái bột này. Đây là cái dầu mè, thế là sẽ thế là mua, thế là bỏ vô cái chai này ta. Rồi mình lấy cọ mình quét cho nó đều hết. Mình quét ra ngoài tới cái cạnh bột luôn. Rồi, thì sau khi mình chép đều dầu mè hết rồi, thế là sẽ gắp muối tiêu. Mình gắp ít hết lên muối biển nha. Rồi sau đó sau rồi cũng xay tiêu. Rồi ít tiêu ít muối giúp chị. Rồi mình cho luôn hành lá lên. Rồi xếp vô làm ba. Rồi mình lấy cái tay mình ấn nó xuống. Rồi mình gấp lại bên này luôn. Rồi thế là chia ra, cái bột này cắt ra làm hai. Rồi thế là sẽ chia ra làm hai. Rồi cái này mình sẽ chia ra thành ba miếng. Rồi bột mà bánh to quá thì là sẽ cán cái bột này nó ra mà hình mỏng hơn tí nữa, xong cái mình cắt ra làm hai. Và mình để lên, mình chồng lên. Mình ấn xuống, lấy cái đũa ấn sâu xuống. Sau đó mình nhấc lên. Kéo cho cái bột nó dài ra tí. Sau đó mình lấy cái đũa quấn nó lại. Nó thế là muốn làm bánh, cái bánh nhỏ nhỏ giống vậy thôi. Cái bột này nó hơi nhiều bột á, cho nên thế là cán nó ra bớt nè. Để tao mình cắt cho nó mỏng ra bớt. Mình làm cái nhỏ nhỏ nó mới ngon. Tại vì cái bánh bao này á, mình làm cái nhỏ nhỏ nó giống như điểm sắm vậy á. Đó, thế là để lên trên. Sau đó thế là lấy cái đũa, mình ấn nó xuống cho nó dảnh lên vậy nè. Cái bột nó dảnh lên giống như này nè, lên giống vậy đây. Sau đó mình kéo nó dài ra. Kéo nó dài ra xong rồi mình quấn nó lại. Mình để lên giấy.
Sau khi mình làm bánh xong, nặn bánh xong rồi thì là sẽ lấy giấy ni lông thực phẩm mình đậy lại để cho bột nở khoảng trong vòng 1 tiếng đồng hồ và mình đem lên hấp. Đó, mình đậy sơ sơ thôi, mình nó đậy mạnh quá nó không có nở lên được. Đó, thì là để nhiệt độ phòng, hoặc là mình để chỗ nào trong nhà mình ấm ấm á thì nó mau nổi hơn. Rồi sau khi thôi là để khoảng chừng 45 phút thì bánh bột nó nở lên nè. Bây giờ thôi là chắc cái bánh vô cái sửng tre này để mình hấp bánh nha. Tại vì cái sửng này á mình hấp lên á nó không có bị rơi nhỏ nước xuống á, cho nên thôi là rất là thích. Đó là lót thêm giấy tại vì cái nó nở ra, cái bột nó bự ra đó. Rồi hấp với lửa trung bình, từ 5 tới 10 mình xài lửa 5 thôi. Hấp trong vòng 10 phút. Sau khi 10 phút thì là thấy bánh chín rồi. Wow, nở ra quá trời. Cái bánh nhỏ xíu giờ nó nở to ra vậy. Rồi thế là lấy một sửng này ra, mình cho một sửng kế tiếp vào là hấp luôn. Đây là một cái bánh còn rất là nóng luôn. Mà nó mềm mà thấy nó ngon gì thôi luôn á. À, nó mềm, rồi sẽ xé ra cho phía bên trong. Và nó bong ra đẹp ra chưa. Đó, còn bốc khói luôn nè. Mềm, thấy ngon quá trời luôn. Đây, khi mà thay lời bẻ thì thấy mềm, và cái bột thì nó trắng nè. Wow. Và ở trong thì nó bong ra hết, nó nhẹ tưng à. Rồi thay lời thay ăn thử và chia sẻ với các bạn nha. Khi mình hấp á, thì mình nghe mùi thơm rất ơi là thơm. Mềm ngon lắm. Có hành ở vô đây, rất là thơm. Mùi dầu bè cũng trong đây cũng rất là thơm luôn các bạn. Mình giống như là ăn ở điểm sắm á, thơm dễ sợ luôn. Bánh mềm, nhẹ. Bánh này thì mình có thể ăn với thịt xá xíu nè, hoặc là vịt quay, hoặc là thịt nướng. Thế là chúc các bạn thành công với bánh bao hành ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.